Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận và cho biết đã chuyển đơn tố giác của một người dân trú trên địa bàn Công an tỉnh Lâm Đồng để xử lý theo thẩm quyền về việc gia đình này tố một người trú tại Lâm Đồng có hành vi xâm hại thi thể người khác. Trước đó, ông NHN 45 tuổi, trú ở thành phố Huế đã đến Công an thành phố Huế gửi đơn tố cáo ông LMQ, sinh năm 1977, thường trú tại đường Nguyễn Bính thành phố Huế, tạm trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng về hành vi chữa bệnh gây chết người rồi tự ý thiêu thi thể con trai của mình. Cụ thể, theo đơn tố cáo, vào đầu tháng 3 năm 2022, qua nhiều lời giới thiệu, gia đình ông n biết ông L.M.Q có khả năng chữa trị bệnh chậm phát triển cho trẻ. Nên gia đình đã gửi con trai tên N.H.Q, sinh năm 2019 cho vợ chồng ông L.M.Q, lúc này đang tạm trú tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng để chữa trị. Ông L.M.Q cho gia đình nạn nhân biết, để chữa khỏi bệnh phải đưa cháu N.H.Q vào Lâm Đồng và đến cơ sở chữa trị của người này để điều trị nội trú đồng thời thông báo cho gia đình chi phí chữa bệnh là 200 triệu đồng một tháng. Sau khi đưa cháu Quy vào Lâm Đồng, gia đình cháu đã chuyển cho ông LMQ số tiền là 600 triệu đồng. Sau đó, gia đình đã viết giấy ủy quyền nuôi dưỡng cháu Quy cho ông LMQ vào tháng 3 năm 2022. Gần một tháng sau khi đưa con vào gửi cho ông LMQ chữa trị, ông NHN nhận được điện thoại của ông LMQ nói rằng xin được gặp trực tiếp gia đình ở thành phố Huế. Khi gặp, ông LMQ thông báo với gia đình là cháu Quy đã chết vì Covid-19. Ông LMQ nói, do sợ quá trình chuyển thi thể cháu từ Lâm Đồng ra đến thành phố Huế bị phân hủy, nên ông đã tự ý dùng củi thiêu thi thể cháu, rồi lấy cho cốt đưa ra Huế cho gia đình lo hậu sự. Ông LMQ cũng xin chịu chi phí tang ma và xin trả lại cho gia đình số tiền là 600 triệu đồng đã nhận trước đó. Bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của con và nghi ngờ việc đốt thi thể là để che giấu điều gì khác, nên ông N.H.N. đã làm đơn tố giác, mong muốn cơ quan công an vào cuộc làm rõ. Sau khi tiếp nhận đơn, công an thành phố Huế đã mời ông LMQ đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông LMQ vẫn một mực khẳng định cháu quy mất là do mắc COVID-19 và thừa nhận từ lúc cháu mất đến khi tổ chức thiêu thi thể rồi đưa ra thành phố Huế, ông này không liên lạc được với bất kỳ ai là nhân thân của cháu. Theo lãnh đạo công an thành phố Huế, do sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, nơi ông LMQ tạm trú nên sau khi làm việc với các bên liên quan, công an thành phố Huế đã chuyển hồ sơ cho công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền. Được biết, sau khi tiếp nhận phiếu chuyển tố giác tin báo tội phạm của Công an thành phố Huế, Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này thụ lý và điều tra vụ việc.